Tại Brazil, tính đến sáng nay theo giờ Việt Nam, Brazil ghi nhận hơn 200.000 ca mắc bệnh và gần 14.000 ca tử vong. Số ca mắc mới mỗi ngày liên tục ở mức trên 13.000 người và tiếp tục tăng lên gần 14.000 người trong 24 giờ qua. Diễn biến này cho thấy dịch tại Brazil vẫn chưa đạt đỉnh. Trong khi đó tại Chile, số ca nhiễm mới trong 2 ngày qua liên tục ghi nhận ở mức trên 2.600 người, tăng gần 60% so với những ngày trước đó. Dịch lây lan nhanh chóng và nguy hiểm đã khiến chính phủ Chile phải ban bố lệnh cách ly toàn bộ khu vực đại đô thị của thủ đô Santiago từ ngày 15 tháng 5. Ngoài ra, những người trên 75 tuổi hoàn toàn không được phép rời khỏi nhà. Còn tại Mexico, quốc gia Bắc Trung Mỹ này cũng ghi nhận số ca mắc mới kỷ lục trong 24 giờ qua, với hơn 2.400 ca. Số ca bệnh tăng đột biến là một tín hiệu rất đáng báo động ở Mexico, bởi hiện nước này đang là nơi có tỷ lệ tử vong do COVID-19 cao nhất châu Mỹ, lên tới 10,5%, do có tới 70% dân số mắc các bệnh lý nền nguy hiểm như tiểu đường, huyết áp, tim mạch, thừa cân và béo phì. Hiện Mexico đã có gần 4.500 người tử vong trên tổng số 42.600 người mắc bệnh.